Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Long HCM. Nội dung hôm nay: Hóa thạch khủng long 220 triệu năm tại Argentina. Tại Binoezi, Argentina, các nhà khoa học phát hiện một nghĩa địa khủng long có ít nhất 10 bộ xương hóa thạch với niên đại khoảng 220 triệu năm trước tại tỉnh miền Tây San Juan, cách thủ đô Binoezi 1.100 km. Argentina được mệnh danh là nghĩa địa của các loài khủng long. Nhiều hóa thạch với niên đại thuộc kỷ Tam, Điệp, kỷ Jura và kỷ Kedja được tìm thấy tại quốc gia Nam Mỹ này và không có ở bán cầu Bắc. Những hóa thạch được phát hiện nhiều tại vùng miền Nam Patagonia, La Rioja, tỉnh San Juan và tỉnh miền Bắc Santa. Ông Ricardo Martinez, chuyên gia khảo cổ thuộc Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên của Trường Đại học San Juan IMCN, cho biết đây là khu vực có gần 10 cá thể hóa thạch khác nhau với khối lượng lớn xương và hầu như không có trầm tích. Địa điểm này giống cái giếng chứa đầy xương và thực sự gây ấn tượng. Theo ông Martinez, các mẫu vật trên có niên đại 220 triệu năm trước. Chuyên gia của IMCN cho biết tầm quan trọng của việc tìm thấy nghĩa địa khủng long hóa thạch do có ít nhất 7 đến 8 cá thể thuộc loài Diclonidae, tổ tiên của động vật có vú, với kích thước bằng con bò và của loài ác cho sâu khác. Một loại bò sát vẫn chưa được biết tới, có thể là khủng long hoặc tổ tiên của cá sấu khổng lồ, bà Cecilia Apade, chuyên gia trong nhóm nghiên cứu thuộc IMCN, cho biết địa điểm trên được tìm thấy vào tháng 9 năm ngoái trong chiến dịch nghiên cứu lưu vực Ichigolato. Các nhà khảo cổ đã phải ngừng khai quật trong mùa hè vừa qua do mưa nhiều và nhiệt độ cao, song sẽ trở lại khu vực đó trong tuần này để tiếp tục công việc. Nguyên nhân tích tụ lượng lớn xương khủng long tại Ichigolato, các chuyên gia khảo cổ dự đoán nơi phát hiện hóa thạch trước đây có thể là một hồ nước nhỏ cho động vật ăn cỏ uống nước. Vào thời điểm đó, có khả năng xảy ra hạn hán kéo dài, khiến nước trong hồ bốc hơi, các con vật yếu dần và chết tại đây. Cảm nghĩ của các bạn như thế nào? Hãy comment bên dưới mô vi. Đừng quên like và sub để theo dõi video mới nhất. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong mô vi kế tiếp.